Ở ví dụ 4 trong cái phần ma trận phù hợp và ma trận nghịch đảo thì đề bài cũng cho cái dữ kiện đấy là ma trận A, ma trận C khả nghịch và yêu cầu chúng ta chứng minh ra được đấy là C mũ trừ 1 và tất cả sao thì bằng C sao tức là mũ trừ 1. Ở đây thì chúng ta sử dụng đến cái tính chất của ma trận phù hợp. Đấy là A sao mà nhân A. Chúng ta sử dụng đến cái tính chất của ma trận phù hợp đấy là A sao mà nhân với cả ma trận A thì chính là bằng det của A mà nhân với cả E. Thì tương tự ở đây chúng ta có được đấy là C trừ 1 sao mà nhân với C trừ 1 thì chính bằng det của C trừ 1 nhân với ma trận E. Thì chúng ta có được chúng ta có được det của trừ 1 thì bằng 1 chia cho det C. Cho nên là nó bằng 1 chia det C mà nhân với ma trận E. Và chúng ta tiến hành nhân vào hai vế của đẳng thức trên một cái ma trận C. Thì chúng ta sẽ thu được đấy là C trừ 1 sao và nhân C trừ 1 và nhân thêm C. Tiếp đó thì về bên phải ở đây chúng ta cũng nhân thêm một cái ma trận C thì chúng ta thu được 1 chia det C nhân E và nhân C. Nhưng ma trận C, ma trận đơn vị E mà nhân ma trận C thì chính bằng ma trận C. Do đó nó sẽ bằng 1 chia cho det C mà nhân C. Và thêm nữa thì chúng ta lại có được đấy là C trừ 1 mà nhân C thì chính bằng ma trận đơn vị E. Và vế phải thì chúng ta có được đấy là 1 chia det C mà nhân C. Thêm nữa thì một cái ma trận C mũ trừ 1 sao mà nhân với ma trận E thì chính là bằng ma trận C mũ trừ 1 tức là sao. Như vậy thì chúng ta có được cái đẳng thức thứ nhất. Đấy là ma trận C mũ trừ 1 sao thì chính bằng 1 chia cho det C mà nhân với ma trận C. Và cũng lưu ý các bạn trong trường này là không bao giờ được viết đấy là det C mà chia C. Vì lý do thì không tồn tại phép chia một cái ma trận cho một số. Thì tiếp đó thì chúng ta lại có được đấy là chúng ta sử dụng đến tính chất của cái ma trận nghịch đảo đấy là A mũ trừ 1 mà nhân với cả A thì chính bằng ma trận đơn vị E. Và khi đó thì C sao mũ trừ 1 mà nhân C sao thì chính là bằng ma trận đơn vị E. Mà ta lại có tiếp đấy là ma trận ta lại có tiếp đấy là cái ma trận C sao ấy thì nó chính là bằng cái ma trận det của C mà nhân với cả C mũ trừ 1. Thì từ đây chúng ta có C sao thì bằng det của C nhân với cả C mũ trừ 1. Thì ta áp dụng vào đây thì ta thay vào chúng ta có được cái det C thì nó là một số nên chúng ta thì chuyển ra bên ngoài. Như vậy bên trong thì nó sẽ còn lại đấy là det của C nhân với cả C sao trừ 1 nhân với cả C mũ trừ 1 và bằng ma trận E. Tiếp đó thì chúng ta nhân vào hai vế của đẳng thức trên này một cái ma trận đấy là một ma trận 1 chia cho det C mà nhân với C. Khi đó thì ta nhân vào cái vế bên này là 1 chia det C nhân C. Và bên vế phải là ma trận E chúng ta cũng nhân thêm một cái ma trận tương tự như thế thì ta có một cái phép biến đổi tương đương. Thì cái 1 chia det C nó là một số nên chúng ta có thể đưa nó ra ngoài. Thì nó sẽ gọi là một det C mà chia 1 chia det C này. Còn phía bên trong này các ma trận nhân vào nhau chúng ta có C sao mũ trừ 1 mà nhân với C trừ 1 này mà nhân với ma trận C ở đây. E mà nhân với một ma trận thì chính là bằng ma trận đó. Ở trên này thì chúng ta có det C mà nhân với 1 chia cho det C thì bằng 1. Thêm nữa thì chúng ta có C trừ 1 mà nhân C thì chính là ma trận E. Ma trận C sao trừ 1 nhân ma trận E thì chính bằng là C sao trừ 1. Và về bên phải nó chính là 1 chia det C mà nhân C. Như vậy qua phép biến đổi thì chúng ta cũng có được một cái đẳng thức thứ hai đấy là C sao trừ 1 thì nó chính là bằng 1 chia det C nhân C. Như vậy là từ cái đẳng thức thứ nhất đấy là C sao C trừ 1 sao thì nó là 1 chia det C nhân C. Thì và cái đẳng thức thứ hai đấy là C sao trừ 1 thì bằng 1 chia det C mà nhân với C. Thì chúng ta kết luận ra được đấy là hai ma trận là C sao trừ 1 thì chính bằng C trừ 1 sao và nó chính là bằng 1 chia det C mà nhân với ma trận C. Chúng ta đi đến cái ví dụ thứ 5. Trong ví dụ thứ 5 thì người ta cho M là một cái ma trận vuông và nó thỏa mãn điều kiện đấy là M bình bằng 0. Tức là M bình nó là một cái ma trận 0. Và đề bài yêu cầu là hãy tìm cái ma trận nghịch đảo của ma trận 4M M cộng E. Biết E là một cái ma trận đơn vị mà cùng cấp với ma trận M. Ở đây thì chúng ta sẽ đi từ cái dữ kiện ban đầu. Và trong cái bài toán mà tìm cái ma trận nghịch đảo mà có một cái hệ thức ban đầu người ta cho sẵn thế này thì thông thường thì chúng ta sẽ đi theo một cái lối đấy là chúng ta sẽ đi tìm một cái ma trận B.
sao cho mà ma trận B này nhân với cả cái ma trận 4M mà cộng E, nó chính là bằng ma trận đơn vị E. Khi đó thì ma trận B chính là ma trận nghịch đảo của cái ma trận 4M cộng E. Thì từ cái dữ kiện đề bài cho là M bình bằng 0 thì chúng ta có thể khuếch đại lên thì nó bằng 16M bình thì cũng chính là bằng ma trận 0. Và chúng ta biến đổi tương đương thì chúng ta lấy ma trận E mà trừ đi 16M bình thì chính bằng E trừ đi ma trận 0. Mà E trừ ma trận 0 thì chính bằng ma trận E. Thì ma trận E mà bình phương lên thì chính bằng ma trận E. Nên cho do đó mà nó chính là bằng E bình mà trừ 16M bình bằng 0. Thì chúng ta áp dụng cái hàng đẳng thức ở đây. Ở đây chúng ta áp dụng hàng đẳng thức được, lý do đấy là ma trận E thì nó luôn ma trận E thì luôn giao hoán với mọi ma trận vuông cùng cấp. Nên do đó mà chúng ta có thể sử dụng các hàng thức để chúng ta biến đổi. Thì chúng ta tương đương với là E trừ đi 4M thì nó nhân với cái E cộng 4M thì chính là bằng ma trận E. Ở đây nó là ma trận E này. Thì cũng chính là bằng ma trận E. Thì từ cái đẳng đẳng thức này chúng ta sẽ lấy cái định thức hai vế thì chúng ta thu được là det det của cái vế trái chính là bằng det của E. Thì det của vế trái là det của một cái ma trận tích thì chính bằng là det của các cái ma trận thành phần nhân vào nhau. Và nó bằng det của E và det của ma trận đơn vị thì luôn bằng 1 và 1 thì rõ ràng là khác 0. Và tích của hai hai định thức mà khác 0 thì định hai định thức đó phải khác 0, tức là chúng ta có được cái det của E cộng 4M nó phải khác 0. Mà det của E cộng 4M khác 0 vậy ma trận E cộng 4M nó là một cái ma trận nghịch đảo. Và khi đó thì cái chúng ta tìm được cái ma trận B mà thỏa mãn điều kiện này ở đây rồi. Do đó mà cái ma trận nghịch đảo của ma trận E cộng 4M chính là E trừ 4M. E trừ 4M mà nhân ma trận E cộng 4M chính bằng ma trận E.